thì trong lúc mình té xuống thì cũng té lên, hai cái môi vô tình gần đụng nhau, cắt rồi xong rồi. Đạo diễn ơi, hung rồi, xong rồi. Từ lúc đó cho tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Hơn 3 năm, 3 năm, 3 tháng. Trong 3 năm, gần 4 năm là ở với nhau. 4 tháng. Là chắc chắn là bao nhiêu tính xấu cũng ra lòi ra hết rồi đúng không? Và các em cũng biết cái đặc sắc của chương trình Vợ Chồng Son là gì rồi đúng không? Và đây là lúc mà tất cả khán giả đang chờ đợi nè, phải không? Lan nãy giờ chiếm diễn đàn nhiều rồi đúng không Bình? Đó, giờ để em, tới em đó. Em ơi, cô ấy có tật xấu gì không Bình? Anh không biết. Chết rồi. Không giận nha, ba nói trước nha. Lan là một phụ nữ nội trợ đúng nghĩa. Lan nấu ăn ngon lắm đúng không em? Dạ. Không những nấu ăn ngon, cổ còn một người ngăn nắp. Ngăn nắp và cũng... Trời, sao nói mà đầy nghiến quá vậy? Cực kỳ gọn gàng. Gọn gàng thôi em. Anh có tin được là đó, ví dụ như cái này là một cái bộ liền đi, một cái quần, một cái áo, một cái nón đi, cái giỏ sách, thì cổ về cũng bước vô một cái là bảo đảm là cái giỏ sách nó sẽ nằm ngoài cổng, cái quần nó nằm ngay cầu thang, cái áo thì nó sẽ lên tới cái phòng khách đó. Trời ơi. Rồi còn cái ví dụ như còn cái gì, đôi giày. Đôi giày nó hai chiếc đó, một cái nó sẽ nằm dưới bếp, một cái nằm trên phòng. Trời ơi, gọn gàng quá sức luôn à. Tại luôn nó sắp đồ đi vọng bộ. Em mới nói ngày hôm qua em kia nè. Em luôn nói thằng con mình đó là tại sao con chơi đồ chơi không dọn? Thằng Louis á, nó ngoan lắm, nó chỉ một hai món đồ chơi nằm khắp nơi thôi. Nhưng mà nhìn qua bên trái đi là đồ của bà Lan là gấp 3 lần. Trời ơi, ngăn nắp quá. Ngăn nắp chịu lắm. Lan mà vô bếp á, nấu ví dụ như một cái gì đó mà cần tới cái tô, bảo đảm cái tô sẽ bể. Dễ thương vậy. Đụng vô cái chảo cháy. Hồi lúc em chưa có anh Vịnh á, là em cũng bếp núc dữ lắm. Em cũng thích nấu ăn ở nhà mà cũng nấu được vài món. Mà không hiểu sao từ hồi có anh Vịnh mà không làm được gì. Rồi nó nghe nè, còn có tập gì nữa không? Ví dụ như chẳng hạn là hay lo xa. Em tự khai nè. Lo xa thì khỏi nói. Để người ta nói. Trời ơi. Lo xa thì khỏi nói rồi. Sao đâu, ví dụ thôi. Mới thằng nhỏ mới được mấy tháng rồi. Ngồi suy nghĩ. Ủa em suy nghĩ gì ghê vậy? Suy nghĩ mà không ngủ được luôn. Suy nghĩ gì? Em đang suy nghĩ là không biết sau này đại học nó sẽ chọn ngành nào. Trời ơi, vậy là nữ hoàng lo xa hay là nữ hoàng quăng nha? Mà thằng nhỏ nhiều khi cái chân bị mũi cắn. Chết rồi, chứ phải đưa nó bệnh viện mình khám coi nó bị cái gì. Thằng này da nó từ nhỏ là da nó cũng độc lắm, đang có dịch gì đó, nhiều tai xanh gì đó. Trời, nhiều khi nghĩ một cách thái quá đó. Đúng rồi. Mũi cắn thôi mà con mũi còn đậu kìa, không thấy không? Rồi đúng đó rồi, nữ hoàng hoang mang. Hoang mang. Còn gì nữa không? Còn nhiều lắm, tại vì trong quá trình kể thì nó lòi ra tùm lum. Em có một cái tật mà em thấy là nó rất là xấu luôn, mà em nghĩ khui. Là em cần phải sửa, em không biết phải làm sao. Đó là tật ngủ. Ngày xưa ngủ em ngủ thần rất là đẹp. Bạn này đúng nghĩa là ngủ quên trên xe rồi, như thiên thần. Em ngủ đẹp lắm, đẹp lắm. Nằm nhưng trên mà ghế sofa là ngủ. Ông hiểu sao lắm. Từ ngày em có hình Bình em ngủ nó xấu đau, xấu đớn. Ví dụ ngủ làm sao? Em ngủ hơi nhờ. Đó. Mà hả hỏng. Con mắt mình mở liêm diêm thấy ghê đó, trồng cắn không à. Hai chồng em có một sở thích, thích coi phim lắm. Một ngày phải coi ít nhất 1 đến 2 bộ phim. Phim lẻ đó, vừa nằm xuống thôi. Còn hết không? Còn coi tới nửa phim không? 1 tới 10 thôi anh, cái scenario vừa mới chạy xong thôi là hồi xưa đâu có ngáy đâu. Từ ngày về ở nhau sao thì không hiểu, vừa ngáy, em ngáy luôn á, vừa mở mắt vừa hả họng chảy lúc đó. Trời ơi, hình ảnh ngọc nữ gì mà kỳ quá hả? Chết rồi, chương trình này có thể cắt khúc nào mà khúc này không có cắt đâu. Mới hôm qua nè, anh kiếm cho em một cái phim nào mà phải hát não nha. Nó hay nha. Mà em là cái người lúc nào tìm phim em vừa bấm lên mở lên coi đó, phim này là phim được đánh giá hay nhất trong cái năm vừa rồi luôn. Chạy lên lầu em lấy miếng rau xuống để chiều nấu canh ăn không? Vừa chạy lên quên đồ, chạy xuống rồi. Mà cái chuyện này là bình thường anh. Bệnh quá Lan rồi Lan. Trời ơi, anh nói thiệt, anh mà qua nhà em tham quan đặt camera lén bữa đi. Cái hình ảnh ngọc nữ nó đâu mất tiêu hết. Thôi đủ rồi. Ông mà dễ thương cái bộ. Ông mà nhục lắm á chị. Anh hay chụp hình là anh gửi lên group lắm. Bữa đó đi đâu vậy? Đi Bến Tre. Đi Bến Tre chơi cho thằng Louis nó đi về rồi nó trải nghiệm đồng quê vậy đó. Thằng nhỏ ngồi lên hay kêu em ráng cho nó ngủ đi nha. Rồi để cho nó ngủ cho, tại hôm qua em cũng ngủ nhiều rồi, giờ trưa nay em không ngủ nữa đâu. Mà thằng nhỏ là hôm qua ngủ ít. Trưa nay bảo đảm là rất là mệt, nó sẽ ngủ liền à. Vỗ vuốt nó ngủ đi con. Thằng nhỏ còn loay hoay dưới này là bà hạ họng rồi. Mà mắt á, anh biết anh em làm không được. Con mắt nó ngủ vậy nè. Trông trắng không à. Trời thấy ghê lắm. Ngủ. Điện thoại em đâu rồi cho coi luôn. Vậy là dễ thương. Chị là tưởng tượng như rất thấy rất là dễ thương luôn. Dạ, tại vì mà. Em biết lý do không? Trả lời luôn á. Tại vì nè, hồi lúc chưa gặp em á
là lúc nào cổ cũng sống trong một cái trạng thái là luôn luôn là phải ready mọi thứ. Không thiệt, nó không có bình an á. Nhưng mà từ ngày có Bình là em biết thả cửa mọi thứ, em biết thương gì mọi thứ, cho nên em không còn còn sợ bất cứ cái gì. Dạ đúng. Nhưng rồi cảm thấy chị Vân nói đúng, cảm thấy an tâm. An tâm. Dạ. Đó em, đúng an rồi. Tâm là mình xả hết à, mình không có khe cái gì. Rồi bây giờ tới em đó Lan. Đây là người đàn ông mà thật sự là khuyên là các cô gái nào mà đang thích anh Bình thì đừng có bao giờ nghĩ tới cái chuyện sẽ ngủ chung giường. Anh đi ngủ anh hay quýnh người ta lắm. Nghĩ hả? Mà em giả bộ hay là em cái đó em bị thì bí mật của em đi. Em có nhiều khi anh ơi, nhiều chắc bộ anh ghét em lắm hay sao á. Cái lần mà em có bầu á, tự nhiên em nghe anh dùng mạnh một cái, em vừa quay qua thì em thấy cái tay ngay mặt em rồi. Mà cái mặt anh dữ lắm. Tức là nhưng mà may là lúc đó anh tỉnh, thì anh tỉnh kịp để mà anh dừng lại kịp, chứ không thôi là em nát cái mặt em rồi, em phải đi sửa mũi rồi. Nhưng mà cái lần gần đây nhất là anh chưa tỉnh kịp, cho nên là cái đùi em hứng hết luôn. Bình có tật xấu gì không? Những cái mà nhỏ nhặt á, những cái tật xấu của anh, ví dụ như là anh không cho người ta móc lỗ mũi, nhưng mà anh thì lại ngồi móc lỗ mũi điên cuồng. Em cảm thấy là hình như cái đó cũng chẳng phải xấu đâu, mà nó em đối với em thấy bình thường. Nhưng mà anh có một cái gì là em rất là mong anh thay đổi, đó là ảnh ôm đồm nhiều việc quá. Ví dụ như một cái bông vậy đi, thay vì á anh đặt người ta đem tới, người ta sẽ cắm rất là đẹp và rất là nhanh. Còn ảnh không có làm vậy, mà ảnh tự mua mút rồi mua đế rồi mua bông về, anh tự ngồi anh cắt, anh cắm hồi anh mệt. Còn hoặc là những lúc ví dụ như dọn nhà, thì mình dọn nhà mình mời một cái nhóm chuyên dọn nhà, mà nhiều khi mình đi làm mình mệt nữa, cho nên thôi mình cứ để cho người ta làm đi. Không, sáng tay vô làm phụ. Làm hồ quạo. Phụ dữ lắm, phụ rồi hồi mệt quạo. Đó, vậy đó. Kể cả cái vườn rau ở trên nhà cũng vậy. Thay vì mình kêu người ta tới, người ta set up, người ta cắt ống nước, người ta tự ta làm hết đi rồi mình chỉ trồng thôi. Cũng không luôn, đem ống nước về khoan, đục, cắt rồi tẩn mẫn tò mò rồi ngồi tự làm mấy cái kệ rồi cũng vậy, tự làm. Em muốn ảnh phải bớt những cái đó lại để cho ảnh đừng có bị mệt quá. Là vì ảnh là mệt quá em cũng sót nữa. Nhưng mà chị lại thấy cái đó nó rất là hay. Tại vì nó sẽ gìn giữ được cái kỹ năng cần thiết nhất để sau này là còn hướng dẫn con mình. Dạ. Ví dụ giờ tụi em đang ở trong một cái cuộc sống mà mình tương đối là thoải mái, nhưng mà cái kỹ năng tối thiểu đó lúc nào phải có, nhất là đối với một người đàn ông. Làm được những điều đó không phải ai cũng làm được đâu. Tức là em đừng có để cho Bình bị bỏ cái đó phí. Em bị sót ruột á chị, em thấy làm mệt quá. Tại tự Bình phải biết control, khi nào mà em mệt thì em xả, vậy thôi. Nếu như cho em điều mong muốn để mà em mong muốn Bình thay đổi để cho hoàn hảo hơn, thì em mong muốn đó là điều gì? Em không mong muốn gì hơn nữa. Tại vì em cảm thấy cuộc sống bây giờ nó đang rất là ổn. Anh Bình anh đang làm rất là tốt cái vai trò của anh. Thậm chí anh làm luôn vai trò một người mẹ của em luôn mà. Anh chăm con rất là giỏi. Cho nên là em không có mong anh thay đổi gì. Chỉ mong là anh làm việc ít lại để mà còn giữ sức khỏe nữa. Em sợ anh bệnh lắm. Thế còn Bình, em mong muốn Ngọc Lan thay đổi điều gì? Em thì cũng như Lan, em không có yêu cầu Lan thay đổi bất kỳ điều gì đâu. Những cái tật xấu của Lan thì em cũng đã nói nhiều với Lan rồi. Em được quyền, tại vì cơ bản là em là người của công việc. Em đầu bù tóc rối với công việc rồi, thì không lý nào anh bắt em phải là một người phụ nữ hoàn hảo ở trong bếp nữa. Em thấy em ích kỷ lắm nếu như em muốn đi rõ. Cho nên là bạn có quyền làm điều đó, thì em không có lý do gì để muốn cổ thay đổi những cái đó nữa. Nhưng có một cái này là thuộc về tính cách. Em muốn Lan bớt suy nghĩ và lo xa những cái mà không cần thiết. Tức là bỏ đi cái nữ hoàng hoang mang. Bớt đi. Bỏ cái danh hiệu đó đi. Đó là chính vì vậy mà em ở nhà có những cái em rất hời hợt. Có những cái mình muốn như vậy nhưng mà mình phải cân bằng với lại Lan. Chứ mình mà còn trời ơi em cũng lo xa giống như Lan, thì cái chuyện nuôi dạy con cái nó sẽ không tốt đâu. Thì từ đó em mới nói là bản thân mình phải thay đổi để cho người khác thay đổi, chứ không phải mình muốn người khác thay đổi. Quá tuyệt vời. Trước khi mà Bình nói cái điều đó ra đó là chị cảm nhận, nếu chị là em nha, thì chị sẽ tự thay đổi. Thứ nhất là chị sẽ thay đổi cái vấn đề về hoang mang, tức là mình lo xa mệt lắm. Cái đó đúng là phụ nữ. Trời, cái đó em cũng không mình muốn bị chị. Cái đó mình mau già mà mình mau xuống sắc mệt lắm. Bỏ đi. Rồi một cái điều nữa thôi là chắc chắn là em sẽ phải có một cô công chúa. Thì là cái vụ mà chỗ nào để chỗ đó, tức là cái bừa bộn đó. Nếu là chị sẽ thay đổi cái đó. Dạ. Thế thôi. Mặc dù là em biết anh Bình anh không có câu nệ những cái việc vụng về của em, anh cho phép em làm điều đó, nhưng mà bản thân em cũng thấy là nếu như mà mình cứ ỷ lại như vậy á, thì nó không tốt, hoàn toàn không tốt. Không ai muốn ở chung với một người mà quá bừa bộn như vậy. Bản thân em cũng muốn là mình thay đổi để cho cái cuộc sống vợ chồng, cái tình cảm vợ chồng nó tốt hơn nữa.
Rồi, xin cảm ơn hai em. Xin chúc hai bạn luôn luôn lúc nào cũng nụ cười, hạnh phúc gắn chặt trên môi và nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Xin cảm ơn.